Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, với truyền thống hợp tác lâu đời và trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU sắp có hiệu lực, các doanh nghiệp Ba Lan đang ngày càng chú ý đến Việt Nam. Quốc gia Trung Âu này đã đánh giá Việt Nam là một trong ba thị trường xuất khẩu tiềm năng hàng đầu đối với nông sản nước này cùng với Hồng Kông và Dubai. Trong chuyến thăm Ba Lan vừa rồi, phóng viên VTV đã có dịp đến thăm một số doanh nghiệp Ba Lan đang và có kế hoạch xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam. Và để tìm hiểu tại sao nhiều doanh nghiệp Ba Lan lại lựa chọn thị trường Việt Nam và những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp này, mời quý vị cùng theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này. Tập đoàn Mlekovita là tập đoàn sữa lớn nhất Ba Lan với 15 cơ sở sản xuất và 13 vùng nguyên liệu. Tập đoàn này từ lâu đã đánh giá cao và triển khai hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam. Các mặt hàng chính được xuất khẩu sang Việt Nam là sữa bột, bơ và phô mát. Đây cũng là tập đoàn duy nhất và đầu tiên tại châu Âu cung cấp sữa tươi cho nhà máy Vinamilk tại Ba Lan để chế biến và bán tại Việt Nam. Công ty chúng tôi đã xuất khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa sang Việt Nam từ cách đây 20 năm. Quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan rất gần gũi. Từ trước đến nay, có nhiều người Việt Nam sang Ba Lan học tập và làm việc, nên vấn đề ngôn ngữ giữa hai bên không còn nhiều khó khăn và dễ dàng hợp tác. Chúng tôi cũng có nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều này đã tạo điều kiện cho chúng tôi xuất khẩu sang Việt Nam rất nhiều. Bên cạnh đó, dân số Việt Nam đang gia tăng đều và đây là một tiềm năng lớn. Không chỉ có các sản phẩm được chế biến như sữa đang được tiêu thụ mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, mà các sản phẩm tươi sống như táo cũng đang bắt đầu có mặt tại đây. Sản xuất táo của Ba Lan càng ngày càng gia tăng. Chúng tôi xuất khẩu đến hơn 60 nước và có uy tín trên thị trường các nước đó. Chúng tôi muốn bán sang các thị trường mới. Chúng tôi thấy rằng Việt Nam phát triển kinh tế rất mạnh mẽ, người dân thu nhập ngày càng cao và do đó nhu cầu táo của Ba Lan sẽ tăng. Bản thân Việt Nam chủ yếu nhập từ Trung Quốc hoặc Mỹ hoặc New Zealand, nên thị trường đó vẫn còn chỗ cho táo của Ba Lan. Đặc biệt, sau khi Hiệp định xuất khẩu táo Ba Lan sang Việt Nam được ký kết cuối năm ngoái và trong bối cảnh Nga cấm vận nông sản EU, hàng loạt các hãng sản xuất táo nước này đã bắt đầu đưa sản phẩm sang Việt Nam, ví dụ như tập đoàn Fruit Group. Kể từ khi Nga cấm nhập khẩu nông sản, chúng tôi phải tìm kiếm cho mình các thị trường mới. Năm ngoái, chúng tôi đã mất đi 20% thị phần tại Nga. Chính vì thế chúng tôi đang phải bù đắp tại các thị trường châu Á. Hiện sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và tiến tới có mặt tại Việt Nam. Ngoài sữa, táo, Ba Lan cũng đang triển khai các sản phẩm nông sản đặc thù của mình tại thị trường Việt Nam như thịt bò, lợn, gà, bánh kẹo, sô-cô-la và nhiều sản phẩm khác. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia hấp dẫn nhất ở châu Á và trên thế giới. Việt Nam là một quốc gia phát triển năng động và là một thành viên của ASEAN. Bên cạnh đó, vào đầu năm 2018, thỏa thuận thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam mới hoàn thành đàm phán gần đây sẽ có hiệu lực. Đối với Ba Lan, Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt vì có một bộ phận khá lớn người Việt Nam đang sinh sống ở Ba Lan. Và theo đó, mối quan hệ giữa hai nước rất bền chặt. Xuất khẩu nông sản từ Ba Lan sang Việt Nam đang ngày càng tăng. Trong năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu euro, tăng 50% so với năm 2014. Hiện Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là cá đã qua chế biến, các sản phẩm sữa, rau củ và thịt. Trong năm 2015, đáng chú ý, xuất khẩu các sản phẩm sữa, thịt đỏ, thịt gà và bánh kẹo từ Ba Lan sang Việt Nam đã tăng vọt. Với chất lượng tốt, đáp ứng mọi tiêu chuẩn của châu Âu và giá cả cạnh tranh, đây rõ ràng là lợi thế cho nông sản Ba Lan, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập. Vậy khi bước chân vào thị trường Việt Nam, doanh nghiệp Ba Lan cũng như là người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam sẽ có những cơ hội và thách thức nào? Doanh nghiệp Ba Lan có những định hướng như thế nào để tiếp cận thị trường Việt Nam trong thời gian tới? Mời quý vị cùng tiếp tục tìm hiểu qua phóng sự sau. Khi nông sản Ba Lan xuất hiện tại Việt Nam, ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng hơn với giá cả cạnh tranh hơn xuất hiện tại thị trường nước ta. Khi đó, doanh nghiệp nội địa cũng phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Ba Lan và cuối cùng, người tiêu dùng Việt Nam sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Cạnh tranh mạnh mẽ như vậy thì người tiêu dùng chúng ta sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Thứ nhất là chúng ta có nhiều các sản phẩm để chúng ta lựa chọn. Thứ hai nữa là giá cả. Các công ty họ sẽ làm sao để đáp ứng tối thiểu nhất để có nhiều các người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm của họ.
Mặc dù có nhiều tiến triển, tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu từ Ba Lan sang Việt Nam vẫn khá khiêm tốn. Theo Eurostat, trong năm 2015, Việt Nam là nước xuất siêu sang Ba Lan với hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu của Ba Lan sang Việt Nam chỉ đạt 224 triệu đô la Mỹ. Hiện nay nông sản của Ba Lan chưa xuất hiện nhiều tại Việt Nam với thương hiệu riêng nên người Việt Nam chưa biết và ưa chuộng do thiếu thông tin. Nhiều doanh nghiệp Ba Lan cũng cho biết việc kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà nhập khẩu và phân phối cũng là một thách thức đối với họ. Thị trường Việt Nam rất lớn, cho nên chúng tôi có thể xuất khẩu nhiều mặt hàng. Nhưng mặt trái của việc này là có nhiều đại lý, nên phải tìm những mối quan hệ, thương mại và phải hợp tác với nhiều đối tượng để có thể đạt được thành công. Và việc đó không phải là việc đơn giản. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng sẽ gặp khó khăn. Nếu mà các doanh nghiệp nước ngoài mà không biết cách liên kết hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, bởi vì chỉ có các cái doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta mới hiểu được các cái yếu tố văn hóa của người Việt Nam đang muốn và cần cái gì. Tuy còn nhiều khó khăn vướng mắc nhưng doanh nghiệp nông nghiệp Ba Lan vẫn cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Cụ thể những chương trình mà các doanh nghiệp sẽ xúc tiến là như thế nào? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau. Cơ quan thị trường nông nghiệp Ba Lan sẽ có mặt tại triển lãm Việt Food tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8. Tham gia triển lãm lần này là một nhiệm vụ quan trọng trong thúc đẩy kinh tế nông nghiệp Ba Lan. Cho đến nay, chúng tôi nhận được các phản ứng tích cực từ các công ty Ba Lan muốn tham gia triển lãm lần này, đại diện cho các lĩnh vực như sản xuất thực phẩm, nước, bánh quy, cà phê, sản phẩm sữa, tinh bột khoai tây, bánh kẹo và quả táo. Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành các chiến dịch quảng bá từ năm 2008. Chúng tôi đã liên tục tổ chức triển lãm, các sự kiện kết nối doanh nghiệp B2B và các hội chợ để người tiêu dùng dùng thử sản phẩm. Chúng tôi muốn tổ chức một chiến dịch quảng bá táo của Ba Lan tại Việt Nam, tên là Đây là thời điểm cho táo châu Âu. Tôi muốn cho những người tiêu dùng và nhà thương mại thấy được ưu điểm của táo Ba Lan. Và sau chương trình này, việc xuất khẩu táo Ba Lan sẽ tăng mạnh. Vai trò quan trọng của việc này là cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với những người nhập hàng từ Việt Nam sang Ba Lan. Họ đang quan tâm để ý đến việc xuất khẩu ngược lại táo về Việt Nam. Và tôi nghĩ quan hệ thương mại tốt từ nhiều năm sẽ tạo điều kiện cho việc xuất khẩu này. Trong trường hợp về với thị trường Việt Nam, chúng tôi rất để ý đến khẩu vị của người tiêu dùng cũng như những yêu cầu của nhà nhập khẩu. Tất cả những tiêu chuẩn cần thiết chúng tôi đều thảo luận với các nhà nhập khẩu và về bao bì, đóng gói cũng được làm theo ý khách hàng để đáp ứng nhu cầu tốt nhất. Tin tưởng vào việc tăng trưởng của thị phần nông sản của Ba Lan tại Việt Nam, chính phủ Ba Lan đã có những hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như chuẩn bị những chương trình xúc tiến thương mại trong thời gian tới. Cụ thể những chương trình đó là gì? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên VTV với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan, ông Jacek Bożutki. Về vấn đề này, kính mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của VTV ạ. Ông được biết là hiện Ba Lan đang muốn xuất khẩu nông sản sang Việt Nam. Tuy nhiên là một thực tế cho thấy thì các nông sản hiện nay của Ba Lan vẫn chưa được phổ biến và được người ưa thích. Vậy thì tại sao lại như vậy ạ? Do hiện người dân Việt Nam vẫn chưa có đầy đủ thông tin, chưa được tiếp cận nhiều các sản phẩm của Ba Lan, chưa biết được về những nhà sản xuất thực phẩm, cũng như Ba Lan chưa có những nhà sản xuất thực phẩm có thương hiệu mà được toàn thế giới biết đến. Ba Lan mới bắt đầu xây dựng vị trí trong ngành thực phẩm được 26 năm sau khi được cái tổ. Nhưng mà sản phẩm, Ba Lan đã được khám phá trên rất nhiều thị trường. Và tôi cũng mong rằng thực phẩm cũng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, các doanh nghiệp Ba Lan vẫn chưa nắm rõ được tình hình tại Việt Nam, nhu cầu, thị hiếu. Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý cũng là một vấn đề đáng quan tâm khi hai nước cách xa hàng nghìn km. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm ra hướng giải quyết các vấn đề này và hy vọng tương lai mọi người Việt đều sẽ ưa chuộng sản phẩm của Ba Lan. Ông đánh giá thế nào về cơ hội của nông sản Ba Lan khi mà Hiệp định Việt Nam Liên minh châu Âu chính thức được áp dụng ạ? Với EVFTA, tôi tin rằng thị phần thực phẩm Ba Lan tại Việt Nam sẽ tăng trưởng. Chúng tôi chờ đợi Hiệp định FTA sẽ được áp dụng. Hiện vẫn còn những trở ngại như thuế khiến chúng tôi không thể cạnh tranh khi xuất khẩu. Và trở ngại nữa là hiện tại mỗi mặt hàng để được xuất khẩu đều phải thỏa thuận giữa hai nước.
và các nhà sản xuất cũng phải xin được giấy phép xuất khẩu, cho nên tốn rất nhiều thời gian. Và tôi mong rằng các thủ tục sẽ được giảm bớt và các mặt hàng của Ba Lan sẽ được đưa đến thị trường Việt Nam dễ dàng hơn. Theo ước tính, FTA này có thể tăng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU bằng khoảng 4% mỗi năm, trong khi tăng doanh số bán hàng từ EU vào Việt Nam hơn 3%. Các công ty châu Âu cũng được hưởng lợi khi hàng rào thuế quan bị bãi bỏ. Các thành viên châu Âu sẽ được hưởng chế độ giống nhau từ phía Việt Nam. Điều này có nghĩa rằng thực phẩm của Ba Lan sẽ có thể cạnh tranh bình đẳng với các sản phẩm của Pháp, Đức. Khi thức ăn Ba Lan có chất lượng cao, lành mạnh, an toàn cùng với việc quảng cáo hỗ trợ thích hợp, Ba Lan sẽ không bị các nước châu Âu khác chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Chính phủ Ba Lan có những kế hoạch gì để thúc đẩy nông sản xuất khẩu sang Việt Nam? Và đâu là các mặt hàng chính mà Ba Lan lựa chọn để thúc đẩy xuất khẩu ạ? Chúng tôi cho rằng thị trường Việt Nam là một trong 13 thị trường quan trọng nhất ngoài châu Âu. Đã có nhiều những chương trình quảng bá tuyên truyền của Ba Lan trong lĩnh vực thịt gia cầm, thịt lợn, bò. Sắp tới vào tháng 8, Cơ quan Thị trường Nông nghiệp, cơ quan chính có trách nhiệm xúc tiến thương mại nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan với Việt Nam. Cơ quan này cùng với các doanh nghiệp Ba Lan sẽ tham dự hội chợ Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới. Các sản phẩm của chúng tôi lựa chọn trước hết, những sản phẩm đó là những sản phẩm có thể chịu được thời gian vận chuyển lâu và đã được chế biến như thịt nguội, thịt hộp hay nước quả, rau quả đông lạnh. Và Ba Lan có thể chuyển được những sản phẩm này đến với thị trường xa nhờ công nghệ bảo quản cao. Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự trả lời phỏng vấn của VTV. Thưa quý vị, với nhiều phương pháp tiếp cận thị trường cũng như tận dụng lợi thế của FTA, trong tương lai có thể các sản phẩm nông sản Ba Lan sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam. Như vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với sức ép cạnh tranh không hề nhỏ. Tuy nhiên, cạnh tranh không có nghĩa là hoàn toàn loại bỏ, mà cạnh tranh cũng sẽ mang lại cho doanh nghiệp trong nước có cơ hội đẩy mạnh sản xuất kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Và người tiêu dùng chính là trọng tài quyết định ai thắng, ai bại trong cuộc đua này. Đến đây, chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.